một trụ cột như là Sông Trài lại mắc những lỗi quá ngơ ngẩn. Ba bàn thua của UAE Thái Lan trong trận đấu này đều tới từ những lỗi của Sông Trài. Lại có xô xát ở trên sân. Các thành viên, nhiều thành viên của hai đội đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Trận đấu đang trở nên quá nóng. Trận đấu đã tạm dừng. Những cầu thủ đá chính, những cầu thủ dự bị và thậm chí là các thành viên của ban huấn luyện đã lao vào nhau ẩu đả. Một trận chung kết quá nóng. Nóng trên sân, nóng ở ngoài được pitch, nóng cả trên khán đài nữa. Bàn thắng vừa rồi chắc chắn là một bàn thắng hợp lệ của Irfan Zawahiri, bởi đó là một tình huống mắc sai lầm, một sai lầm tai hại của Sông Trài. Quá nhiều những cảm xúc và sự kịch tính trong trận đấu này. Chúng ta thấy là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Indonesia cũng đã đổ máu. Một hình ảnh không đẹp. Những tình huống không fair play đã diễn ra trong trận chung kết này và chúng ta. Anh đang hoàn thành xuất sắc. Và vừa rồi huấn luyện viên Indra Safri thì không sao, nhưng trợ lý của ông đã bị đánh và đã chảy máu. Chắc chắn là sẽ có những án phạt được đưa ra với những cái đầu nóng ở trong trận chung kết này. Ở trên sân thì các cầu thủ cũng đã lao vào ẩu đả và chúng ta thấy là trọng tài chính điều khiển trận đấu, trọng tài người Oman, ông Ali Kasim đã chuẩn bị sẵn chiếc thẻ đỏ. Không biết là dành cho cầu thủ nào đây. Hai thẻ đỏ, một cho thủ thành của U22 Thái Lan Soponwit và một cho trung vệ Cô Măng của U22 Indonesia. Mỗi đội chỉ còn trên sân 10 người. Và bây giờ có lẽ là án phạt để dành cho các thành viên của ban huấn luyện. Hai thành viên ban huấn luyện của Thái Lan bị truất quyền chỉ đạo. Liên tiếp là những chiếc thẻ được trọng tài Kasim người Oman rút ra. Không chỉ là thẻ vàng và thẻ đỏ cho các cầu thủ ở trên sân mà còn là thẻ cho các thành viên ngồi trên băng ghế dự bị cũng như là ban huấn luyện của hai đội. Chúng ta cùng xem là thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của UAE Indonesia sẽ là bao nhiêu thẻ và sẽ dành cho ai đây? Có lẽ là không phải dành cho huấn luyện viên trưởng Indra Safri. Một trận đấu mà diễn biến của nó đã vượt xa ra hình dung và tưởng tượng của rất nhiều người. Khó có ai có thể nghĩ ra một kịch bản như thế này. Mọi thứ vẫn chưa thể tiếp tục khi mà những chiếc thẻ đỏ vẫn còn chưa rút ra hết. Sẽ có thẻ đỏ dành cho trợ lý của huấn luyện viên Indra Safri. Như vậy là đến thời điểm này, trọng tài chính điều khiển trận đấu của Oman, ông Ali Kasim, đã phải rút ra tổng cộng là 11 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Hai thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ là thủ thành Soponwit của UAE Thái Lan và trung vệ Komang Trisnanda của UAE Indonesia. Ba thẻ đỏ dành cho hai thành viên ban huấn luyện của UAE Thái Lan và một thành viên ban huấn luyện của